Rồi con nghiêng qua đây. Trời ơi sao cái bàn tay mà đẹp dữ vậy. Còn... bàn tay con đẹp quá trời luôn kìa. Đâu có được. Cắn tài hoa trời. Cô thấy bàn tay con vậy là đẹp lắm rồi đó. Bàn tay đẹp quá. Đi với chị hả Thái? Dạ. Yeah. Chị nằm kế bên đúng không? Dạ. Yeah. Này con bị mụn lâu chưa? Dạ lâu rồi ạ. Lâu là bao lâu con? Chắc khoảng trường lớp 5 hay sao? Lớp 5 à? Dạ. Yeah. Rồi lúc đó là con có mua thuốc về gì để Dạ bôi không không? ạ, dạ không ạ. Không bôi gì hết. Dạ. Con có sử dụng sữa rửa mặt không? Lâu lâu có vậy, giờ sữa đây đổi thì là có sữa rửa mặt nhưng mà thường thường thì không có rửa mặt nước rồi ạ. Nó có con chỉ xài con chỉ dùng nước rửa mặt thôi đúng không? Dạ. Chỉ cần cái ghế nó thấp xuống một xíu nữa. Cảm ơn. Con cảm thấy sao con? Dạ. Ý con lấy Hơi mụn được rát rồi. không? Ừ, đó. Con chịu được đúng không? Dạ. Vậy tốt, vậy nếu vậy là con sẽ nhanh đẹp. Nhanh hết mụn, da nhanh đẹp.
Nhắm mắt lại con, sao con mở mắt thao tháo vậy, sao cô thủy lắm lại hơi mộn nha con. Nhắm mắt lại nha, đang lấy mộn mà hai mắt nhìn nhau thế này. Nhắm mắt lại nè.